Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Trung Quốc Kim Tráng Long đề xuất Việt Nam tham gia vào không gian vũ trụ do nước này làm chủ và kêu gọi cùng hợp tác trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo máy bay, cùng nhau thúc đẩy phát triển công nghiệp hàng không. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Theo Bộ Công Thương, trong chuỗi sự kiện kỳ họp lần thứ 13, Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 30 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Trung Quốc Kim Tráng Long. Trước đó, trong tháng 8, Bộ Công Thương và Bộ Công nghiệp và Công nghệ Trung Quốc đã ký kết bản ghi nhớ để thiết lập những cơ chế hợp tác, trao đổi thường xuyên để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, công nghiệp phát triển giữa hai nước phát triển hơn nữa. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng Việt Nam và Trung Quốc có lợi thế về vị trí địa lý gần gũi và vì Việt Nam đã tham gia hàng loạt các hiệp định thương mại tự do với các đối tác rộng lớn như EVFTA, CPTPP, RCEP đã giúp cho chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng giữa Việt Nam và Trung Quốc gần gũi hơn, tạo ra nhiều cơ hội hợp tác hơn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp của hai nước. Theo đó, hai bộ ký kết bản ghi nhớ hợp tác là cơ sở để thúc đẩy các nội dung hợp tác thế mạnh để phát triển công nghiệp mỗi bên. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp ô tô, công nghiệp tiêu dùng, chế biến và đóng gói thực phẩm, công nghiệp khai khoáng, công nghiệp hỗ trợ. Trung Quốc tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho các nhà đầu tư nước ngoài, chia sẻ thông tin, tổ chức các khóa đào tạo hỗ trợ cán bộ, chuyên gia Việt Nam trong quản lý và phát triển các ngành công nghiệp. Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đề nghị hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác triển khai ba tuyến đường sắt kết nối Việt Nam Trung Quốc gồm Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, Lạng Sơn Hà Nội, Móng Cái Hạ Long Hải Phòng. Theo Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Trung Quốc Kim Tráng Long, từ bản ghi nhớ hợp tác vừa được ký kết, hai bộ có thể thiết lập cơ chế hợp tác, trao đổi thường xuyên để thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác kinh tế công nghiệp. Các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc có thể hợp tác ngay trong các lĩnh vực cùng quan tâm như vật liệu thô, công nghiệp ô tô, công nghiệp điện, phối hợp phát triển hệ thống các khu công nghiệp. Bộ trưởng Kim Tráng Long cho biết nhiều hãng ô tô lớn tại Trung Quốc đã lên kế hoạch đầu tư vào Việt Nam. Trung Quốc cũng cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Khẳng định hợp tác ngành công nghiệp giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc còn nhiều dư địa, Bộ trưởng Kim Tráng Long gợi ý hai bên cần thúc đẩy xây dựng phát triển chuỗi cung ứng ngành công nghiệp, thúc đẩy hợp tác lĩnh vực công nghiệp điện, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp hỗ trợ và thúc đẩy phát triển công nghệ hàng không vũ trụ. Đặc biệt, Bộ trưởng Kim Tráng Long nhấn mạnh về tiềm năng không gian hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực công nghiệp hàng không vũ trụ. Trung Quốc đã có trạm và làm chủ không gian vũ trụ của riêng mình. Thái Lan đã tham gia vào trạm không gian vũ trụ này và Trung Quốc mong muốn Việt Nam sớm là thành viên. Bộ trưởng Kim Tráng Long đề xuất kêu gọi Việt Nam hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo máy bay và khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác cùng Việt Nam trong giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, cùng nhau thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hàng không. Bạn có bất ngờ với đề xuất trên? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video để mọi người cùng biết nhé. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Quý vị và các bạn có biết vì sao các nhà đầu tư Trung Quốc ngày càng đổ mạnh vốn vào Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt? Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp sản xuất và công nghệ từ Trung Quốc. Theo báo cáo mới nhất từ HSBC Châu Á, Thái Bình Dương và HSBC Việt Nam, các công ty Trung Quốc đang ngày càng quan tâm đến việc mở rộng thị trường tại Đông Nam Á, với Việt Nam trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu chỉ sau Singapore. Vậy điều gì khiến Việt Nam trở thành thỏi nam châm hút dòng vốn từ quốc gia láng giềng này? Quý khán giả hãy xem tiếp video để tìm câu trả lời nhé! Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các nhà đầu tư Trung Quốc đã rót gần 4,5 tỷ đô la Mỹ vào Việt Nam trong năm ngoái, tăng 77,6% so với năm 2022. Trong khi đó, theo báo cáo của nhóm chuyên gia HSBC, các công ty sản xuất hàng đầu Trung Quốc chiếm gần 20% vốn ngoại đăng ký mới năm 2023. 8 tháng đầu năm nay, Trung Quốc và Hồng Kông là hai nhà đầu tư đứng thứ 2 và thứ 3 về rót vốn vào Việt Nam, lần lượt tăng 14,2% tức 1,7 tỷ đô la Mỹ và 11,7% tức 1,41 tỷ đô la Mỹ. Vốn của các nhà đầu tư Trung Quốc thời gian qua rót nhiều vào lĩnh vực sản xuất tiên tiến, công nghệ và dịch vụ chuyên nghiệp. Các tên tuổi lớn có thể kể đến như GoTech, BYD, Radian, Rotex, Quintech, Delhi, China Solar. Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư láng giềng bởi mối quan hệ kinh tế chặt chẽ. Trung Quốc là đối tác thương mại với kim ngạch song phương vượt mốc 106 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu trong lĩnh vực điện tử, dệt may và máy móc. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhìn nhận dư địa đầu tư FDI từ quốc gia này còn nhiều, nhất là những dự án lớn, trọng điểm và hợp tác công nghệ cao. HSBC cho biết 10 năm qua, quan hệ thương mại Trung Quốc-Việt Nam vươn lên trở thành một trong 20 hành lang thương mại hàng đầu thế giới. Nhóm chuyên gia của ngân hàng này cho rằng những thỏa thuận như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP đồng nghĩa các liên kết kinh tế giữa hai nước tiếp tục chặt chẽ hơn, chú trọng vào lĩnh vực số hóa.
Khảo sát 3.500 doanh nghiệp toàn cầu do HSBC năm ngoái cho biết, lao động lành nghề, nền kinh tế số đang phát triển. Mức lương cạnh tranh và thị trường khu vực có quy mô tương đối lớn là những điểm hấp dẫn của khu vực này. 28% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết sự vững vàng của nền kinh tế Việt Nam là yếu tố tiên quyết thu hút doanh nghiệp quốc tế. Nhóm chuyên gia của HSBC nêu, Việt Nam đang được nhà băng này kỳ vọng có GDP tăng nhanh nhất ASEAN với 6,5% năm nay. Theo báo cáo Economy SEA 2023 của Google, Temasek và Friend and Company, Việt Nam là nền kinh tế số phát triển nhanh nhất khu vực với mức tăng 20%. Xét về tổng giá trị giao dịch GMV, Việt Nam có tiềm năng thành nền kinh tế số lớn thứ nhì Đông Nam Á vào năm 2030 sau Indonesia. Trong bối cảnh Trung Quốc đang tiên phong và mở rộng quy mô các công nghệ số, không quá bất ngờ khi doanh nghiệp nước này nhận ra cơ hội tăng trưởng ở nước láng giềng, theo HSBC. Cơ hội, vị trí cận kề và những sở trường bổ trợ cho nhau sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng trong mối quan hệ kinh tế này, nhóm chuyên gia dự báo. Theo bạn, liệu sự gia tăng mạnh mẽ của vốn đầu tư Trung Quốc có tiếp tục đẩy Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và công nghệ hàng đầu khu vực? Và với những thỏa thuận thương mại như RCEP, mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ còn phát triển đến đâu trong tương lai? Đừng quên theo dõi các phần tiếp theo để khám phá thêm chi tiết và nhấn chuông thông báo kênh để cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Bạn đang tìm kiếm những sản phẩm tiện ích hiện đại cho cuộc sống hàng ngày? Hãy cùng khám phá ngay top 6 sản phẩm hot tại cửa hàng cà phê Len mà bạn không nên bỏ lỡ. 1. Máy xay sinh tố đa năng Godwell, đáp ứng mọi nhu cầu xay nhuyễn thực phẩm. 2. Máy massage gân cầm tay Booster U1, giúp giảm căng cơ, thư giãn. 3. Quần dài nam Guzzaro, chất liệu vải gió thể thao cao cấp, mang lại sự khỏe khoắn, thoải mái. 4. Tai nghe Bluetooth Beats WM01 TWS, công nghệ chống ồn hiện đại. 5. Nồi cơm điện Sharp, thiết kế hiện đại với đáy 5 lớp, giúp cơm nấu chín đều, thơm ngon. 6. Đèn năng lượng mặt trời 2500W, giúp tiết kiệm năng lượng. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những sản phẩm chất lượng này. Hãy nhấn vào cửa hàng cà phê Len ở góc trái màn hình hoặc xem thêm dưới phần mô tả để mua sắm ngay hôm nay với giá ưu đãi tốt nhất nhé.